Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review đồ gia dụng cùng kênh YouTube Điện máy Quang Hạnh. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là ô nhiễm không khí là vấn đề được rất nhiều các gia đình quan tâm. Do đó, máy lọc không khí là một thiết bị gia dụng được ưu tiên mua sắm hàng đầu. Và hôm nay, Thành sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm máy lọc không khí đến từ thương hiệu Nhật Bản Daikin với model MC55UVM67. Hãy cùng Thành tìm hiểu về sản phẩm này trong video ngày hôm nay nhé. Máy lọc không khí Daikin MC55UVM67 có thiết kế dạng đứng hình hộp chữ nhật nhỏ gọn, phù hợp cho mọi không gian trong nhà từ phòng khách, phòng ngủ hay cả phòng bếp. Sản phẩm có kích thước chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao lần lượt là 270x270x500mm với tổng trọng lượng là 6,8kg. Có màu trắng bắt mắt, tinh tế, kết hợp của chất liệu nhựa cao cấp, chịu lực và va đập rất tốt. Bàn điều khiển nút bấm có đèn báo hiệu, kết hợp cùng điều khiển từ xa giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Là một dòng máy lọc không khí phân khúc tầm trung có nhiều tính năng hiện đại như khả năng lọc không khí xuất sắc với công nghệ bảo vệ kép streamer phân hủy lên tới 99,9% virus, vi khuẩn, nấm mốc, chất gây dị ứng. Công nghệ ion plasma vô hiệu hóa các chất gây hại đang lơ lửng trong không khí. Phin lọc tên điện HEPA hiệu suất cao có tuổi thọ lên tới 10 năm giúp lọc được những hạt bụi có kích thước nhỏ nhất. Với thiết kế hình hộp thông minh, máy có thể hút bụi mạnh mẽ từ 3 hướng. Cảm biến vô độ nhạy cao giúp nhận diện bụi, bụi mịn PM2.5 và mùi khó chịu trong không khí. Máy có công suất 37W, sử dụng phù hợp với diện tích phòng lên tới 41m2. Lưu lượng gió của máy là 5,5m3 trên 1 phút, hoạt động với độ ồn cao nhất chỉ 53dB. Vừa rồi, Thành đã giới thiệu cho các bạn về tổng quan thiết kế cũng như các tính năng chính của chiếc máy lọc không khí Daikin MC55UVM67. Đây thực sự là một sản phẩm đáng chú ý giữa vô vàn các dòng máy lọc không khí đang có mặt trên thị trường. Sản phẩm hiện tại đang có sẵn tại các showroom của Điện máy Quang Hạnh. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới phần mô tả hoặc gọi điện thoại tới hotline 024-6260-4488 để được tư vấn rõ hơn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện máy Quang Hạnh xin cam kết sản phẩm chính hãng 100%, chính sách 1-1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.